Một đứa trẻ dũng cảm không phụ thuộc vào việc trẻ nói nhiều hay nói ít, mà thể hiện khi gặp những tình huống bất ngờ, chúng có phản xạ và bản lĩnh ra sao. Đôi khi chính người lớn cũng phải ngạc nhiên với những ứng xử của những đứa trẻ mà chưa chắc mình đã làm được, cùng nhìn lại những đứa trẻ có những hành động vô cùng đáng nể trong chương trình. Một bé gái sẵn sàng bảo vệ du khách nước ngoài trước nạn chặt chém. No, don't buy this. Cô để yên cho cô bán hàng, cô bán hàng mà. Thế sao cô lại phải bán nó lên? You lie on me. 500, 500 ạ. Lie on me, how? This just lie. Like this one? No, $5,000. Cô bảo này tí nữa ra kiểu cô chia cho con nhá. Có đâu có cần đâu cô. Nhưng mà cái này là cô bán cho nên là cô đừng nói với chú ý nhá. Cô bé cố gắng thông báo cho anh chàng người nước ngoài biết. Thậm chí khi bị cô bán hàng mua chuộc, Phương Anh vẫn từ chối. Cô trả tiền cho chú ấy đi cô. Chú ấy đồng ý với cô là chú ấy lấy 500 nghìn một cái bánh mì này rồi thì cô bán cho chú ấy 500 nghìn thôi. Thật may mắn đã xuất hiện thêm một người nữa giúp đỡ cô bé. Thế nhưng có vẻ cuộc tranh chấp này vẫn hết sức căng thẳng. Bán hàng là chuyện của em bán bao nhiêu là việc của em. Bố cháu mua cái này với 5.000, còn chú này tôi phụ mua với 500.000. Thế thì bây giờ con bảo chú ấy bây giờ để cái bánh mì nguyên vẹn đi rồi cô lấy lại. Giờ nó nhậu như thế rồi sao cô bán được? Cháu đổi bánh mì cho chú ấy để trả cho cô. Bánh mì của con vẫn thế. Đây là một cái bánh mì mới. Và thanh niên đánh giày đã xuất hiện để hỗ trợ cô gái bán bánh mì. Cô này cô ấy bán cho cháu 5.000 một cái bánh mì, nhưng mà gặp khách nước ngoài thì cô lại bảo là cô ấy bán 500.000. Mất danh dự của người Việt Nam ạ. Cuối cùng sau một hồi tranh cãi và đưa ra lý lẽ thuyết phục, cô bé Phương Anh và người bạn qua đường đã đòi lại được tiền cho thanh niên người nước ngoài. Một hành động vô cùng dũng cảm. Hai anh em sẵn sàng bảo vệ du khách nước ngoài khi bị lừa đổi tiền giả. Hai, mày hỏi chú kia xem có tiền lẻ đổi chú tiền. Thế nhưng hành động này đã nhanh chóng bị cậu em phát hiện và phanh phui. Tiền thật đấy con ạ. Tiền giả nha cô. Có 100 ở đây nhá, tiền giả nhá. Tiền giả. Đổi cho chú hả? Tiền 100 con ạ. Hỏi chú. Đây là tiền giả nhá. Tiền không. Giả nhá. Tiền này tiền thật con ạ. Tiền giả. Tiền giả nhá. Chú mà nói nhớ cứ xé dùng cái tiền này ấy. Chú mà nói nhớ cứ xé dùng cái tiền này ấy. Thế nữa. Kích quyết lên tiếng và ngăn chặn ý đồ xấu của thanh niên. Đây tiền giả. Bất. Ôi. Tiền thật đấy. Tiền giả nha. Really? This fake? This 500, this 100. So I think this. Và cuối cùng thì nhìn đánh thấp mực phải bỏ đi. Đây, không đổi nữa rồi. Lặng nhá. Excuse me. Vẫn với tình huống lừa tiền, một bé gái đã phản ứng mạnh mẽ hơn. Sao? Vẫn Bác Hồ, vẫn số kiểu này. Đúng rồi, thôi. Đổi chú đi. Cần tiền lẻ thì tôi không tiền lẻ. Thì đấy mày ra mày đổi hồn khác của tao. Thế thôi. Ok. Thôi thôi thôi, không sao không sao. Đây. Được chưa? Dường như cô bé không hề có chút nhút nhát nào. Có lẽ vì quá xúc động nên cô bé đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Một bé gái sẵn sàng tố cáo tên trộm đồ trong siêu thị. Đứng đây che này, chú lấy đồ ấy. Chú lấy gì? Sao bây giờ con muốn nói gì với cô? Có một chú thú ở khoa tổng đội. Sau khi cô nhân viên gặng hỏi và đưa anh đến chỗ an toàn, cô bé mới yên tâm kể lại sự việc. Cho em biết là anh có lấy đồ của siêu thị anh ạ. Anh lấy đồ gì? Chú lấy một chút là phòng bông. Mở chứng ở đâu con? Chú cởi ở khác à? Thế vì chú cởi đồ giờ thì đã có cô nhân viên bên cạnh. Có vẻ như hai chị em đã mạnh dạn hơn. Lấy đồ không? Nhờ nếu mà không có là chú gọi công an đến bắt nhá. Cái này chú mua. Cái này chú mua trong này vẫn còn. Sao anh lại làm những cái việc như thế này? Sau một hồi đôi co và tố cáo kẻ xấu, cuối cùng cô bé đã giúp được cô nhân viên bán hàng tận mặt cả thành thị. Em sẽ báo công an về cái việc làm của anh. Anh vừa nhặt được ví của em. Một bé gái sẵn sàng đòi lấy ví cho người đánh rơi. Cái gì đây? Đây là ví của chú. Nhanh chóng cô bé tìm lại được chiếc ví trên người tên trộm cho cô gái và sẵn sàng đưa lên cho chú người biết. Mọi người ơi, có tên nào chưa? Đây là ví của tôi. Rõ ràng hơn rồi, cô ấy làm rơi. Con làm chứ? Anh ơi, đây là ví của em. Không, chú thôi, công an đấy. Lên luôn. Con chắc chắn ví này là của cô ấy. Rất cứng rắn, cô bé đối đáp với thanh niên đã lấy chiếc ví.
Nào. Chú mở cái ví ra. Mở ra không có cái gì bên trong. Chú mở ra cả chứng minh thư. Coi đâu chả là có. Mở ra, mở ra, mở ra. Đâu chứng minh thư đâu? Bích Ngọc đây. Thông minh và quản lý lớn, cô bé 8 tuổi đã dũng cảm đòi lại được chiếc ví cho cô gái. Anh đừng. Một bé gái sẵn lòng đòi lại điện thoại cho người bạn bị chấn lột. Không chần chừ, cô bé đuổi ngay theo hai tên côn đồ nhằm đòi lại điện thoại cho người bạn nhút nhát. Quanh này. Lo. Mày luôn. Một cậu bé dũng cảm báo công an khi thấy tội phạm truy nã. Ngay khi chú công an vừa rời khỏi, tên tội phạm đã xuất hiện. Ngay lập tức, cậu bạn đã phát hiện ra những điểm tương đồng với nhân vật trong ảnh và tập trung quan sát. Dạ vâng, cảm ơn chị. Có vẻ như cậu bạn đang rất lo lắng và sợ hãi. Cậu bạn đứng lên và di chuyển khỏi khu vực không an toàn. Đâu rồi? Qua nhanh đi. Không bọn công an mà vớ được đi. Và thanh niên khả nghi đã hành động ngay trước mắt cậu bạn, sau đó lập tức rời đi. Ngay lập tức, cậu bạn chạy nhanh về phía chú công an. Ăn trộm á? Không chần chừ, cậu bạn còn chạy theo thanh niên khả nghi. Một cậu bé rất dũng cảm và thân mạng. Chưa tôi được phường. Hai anh em cậu bé dũng cảm bảo vệ người bạn mới quen trước nạn bắt cóc. Bạn, nghe con có việc không? Nhật. Khi có người lạ mặt xuất hiện, lập tức thái độ của cô em có sự cảnh giác và nghi luận rõ ràng. Không, cháu không nên với người lạ đâu. Đúng rồi. Không, không, cháu bảo không rồi. Đâu. Diễn viên của chúng tôi tiếp tục hành động kiên quyết hơn. Nhanh lên. Đâu mà cháu không đi rồi. Đúng rồi, nhanh lên. Đâu. Nhanh. Không chần chừ, cô em lao đến ôm chặt lại. Còn cậu anh đã có những hành động tấn công. Với sự kiên quyết kháng cự của hai anh em để bảo vệ người bạn mới đã khiến kẻ bắt cóc đánh bỏ đi. Mặc dù làm rất sợ hãi, nhưng cũng không quên động viên và trấn an tinh thần của bạn mới quen. Một cô bé ra tay bảo vệ quyền trẻ em trước nạn bạo hành. Bây giờ tao hỏi mày làm vỡ tao bao nhiêu gốc rồi? Mày làm ăn như thế à? Tao bảo mày làm ăn như thế à? Con cứ ngồi xuống đi, riêng con này con phải trừ lương của nó. Mày mới làm... Dường như không thể chịu đựng được thêm, cô bạn đã ôm cô bé phục vụ lại và ấm ức khóc. Hả? Đi vào trong nhà. Dù bạn ấy có là ai, bạn cũng bắt trẻ em mà lần sau cô ấy bảo hành con như thế. Bạn ấy có quyền được sống cơ mà, sao cô ấy đánh con như thế? Con cứ ngồi xuống để cô dạy nó, riêng con này con phải dạy nó. Đi vào nhà. Đi vào nhà. Rồi con cứ ngồi, cô hứa cô sẽ không đánh nó nữa. Đi vào trong nhà. Vào rửa nốt cho không đi. Một bé trai sẵn sàng bảo vệ người mù trước nạn lừa đảo. 10.000 nhá. 10.000 đúng không? Đây 10.000 đây. Đây 10.000 nhá. Cháu ơi. Dạ, đây cháu đây. Chú bảo, sao chú sờ tờ tiền đến như tờ tiền giấy? Cô chú ấy lừa chú, cô chú ấy lấy một cái bông tăm, lấy một cái giấy rồi. Ôi chú. Lấy hai cái kẹo cao su rồi đưa cho chú tờ 2.000 rồi. Chú làm thế nào bây giờ? Giúp chú với. Đây chú đây. Giúp chú với. Đâu rồi? Đâu rồi? Ôi chú ơi, chú cứ ngồi là cháu này, cháu đuổi đi. Cô chú vừa làm thế là không tốt đâu. Sao? Người ta bị mù, sao cô chú lại lấy chục đồ người ta nhỉ? Bây giờ nha, chú cho con rồi, con không được nói nhá. Cô cho cháu nhá, cháu đừng nói gì nhá. Tôi chẳng nói. Đừng nói gì với người ta nhá. Người ta báo công an là người... Đừng mách nhá. Là người ta bắt cô chú vào tù thì chết. Bằng lời lẽ thuyết phục của mình, cậu bé đã lên tiếng đòi lại đồ cho người mù. Còn bạn nghĩ sao về những hành động dũng cảm trên của các bé?